Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với Nhật ký ASEAN số 19. Sau khi trận đấu ngày hôm qua kết thúc, ngày hôm nay, Olympic Việt Nam đã quay trở về Việt Nam dưới sự chào đón nồng nhiệt của các khán giả nhà. Cùng với đó là những chia sẻ đầy cảm xúc của các cầu thủ sau trận đấu ngày hôm qua cũng sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Trong chương trình ngày hôm nay, Olympic Việt Nam về Nội Bài trong sự chào đón của người hâm mộ. Cầu thủ Olympic Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối sau trận đấu. Báo chí quốc tế khen ngợi Olympic Việt Nam với hành trình đáng nhớ tại ASEAN. Thưa quý vị và các bạn, sau trận đấu ngày hôm qua thì ngày hôm nay, Olympic Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài để hoàn thành chuyến hành trình tại ASEAN 18. Tuy không giành được tấm huy chương, nhưng những nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo luôn được đông đảo người hâm mộ ghi nhận. Hòa chung với không khí hân hoan sau thành tích lọt vào top 4 ASEAN của Olympic Việt Nam, trong sáng ngày hôm nay mùng 2 tháng 9, đã có rất đông người hâm mộ tập trung trước cửa ra vào sân bay Nội Bài để đón thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo về nước. Theo dự kiến, phải đến tầm đầu giờ chiều các tuyển thủ của Olympic Việt Nam mới đặt chân xuống Hà Nội, nhưng ngay từ lúc sáng sớm cho đến tầm trưa, số lượng cổ động viên đổ về sân bay Nội Bài mỗi lúc một đông hơn. Tiếng trống, tiếng kèn sôi động cộng thêm các màn cổ vũ đặc sắc khiến chúng tôi nhớ lại những giây phút không thể nào quên khi người hâm mộ xếp hàng dài chào đón U23 Việt Nam trở về sau danh hiệu ngôi áo quân tại giải vô địch U23 châu Á hồi đầu năm. Dù trời mưa và thời tiết tương đối bất lợi cho việc di chuyển, song những khó khăn trên không hề giảm đi sự cuồng nhiệt và tình yêu cháy bỏng mà người hâm mộ dành cho những người hùng tại ASEAN 18. Mình được biết là hôm nay đoàn thể thao Việt Nam về, đặc biệt là đội bóng đá U23. Mình đến đây đón đoàn đội tuyển từ lúc 10 giờ sáng. Tôi tin rằng là với cái lối đá như thế này thì trong tương lai thì đội tuyển quốc gia của chúng ta sẽ tiến bộ và sánh vai với châu Á vào trong top đầu. Tuy nhiên, khá đáng tiếc cho người hâm mộ khi kế hoạch chào đón đội tuyển Olympic Việt Nam đã không được trọn vẹn. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với nhiều đội tuyển thể thao Việt Nam khác đã trở về sân bay Nội Bài từ lúc khoảng 2 giờ chiều. Song do thời gian gấp gáp và lễ mừng công của đoàn thể thao Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ nên các tuyển thủ Olympic Việt Nam phải gấp rút trở về để tham dự sự kiện này. Không thể trực tiếp chào đón Olympic Việt Nam tại sân bay, dòng người hâm mộ nhanh chóng di chuyển về sân vận động quốc gia Mỹ Đình để đồng hành cùng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Có lẽ nỗi buồn sau kết quả thua đáng tiếc trước Olympic các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tại trận tranh hạng 3 ASEAN vừa qua chưa thể nguôi ngoai trong lòng các tuyển thủ. Song nếu như được ngồi xem lại những hình ảnh xúc động này, chắc chắn Văn Quyết và các đồng đội sẽ sớm tìm lại được niềm vui cũng như động lực để hướng tới thành công trong các giải đấu tiếp theo của bóng đá Việt Nam. Có thể nói khi theo dõi trận tranh hạng 3 giữa Olympic Việt Nam và Olympic UAE, chúng ta sẽ nhớ tới trận tứ kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa. Khi phần lớn thời gian chúng ta đều chiếm ưu thế, tuy nhiên phải để thua đầy đáng tiếc trên trống phạt đền. Có thể nói rằng ASEAN 2018 là một giải đấu đầy cảm xúc cho các đội tuyển Việt Nam tham dự. Với đội tuyển nữ Việt Nam, dù đã nỗ lực hết khả năng, thế nhưng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn không thể làm nên lịch sử. Hàng tá cơ hội đã được tạo ra trước khung thành của đối thủ và bàn thắng thì lại ngoảnh mặt với các cô gái Việt Nam. Và thất bại trên chấm penalty, sau hai lượt sút không thành công, đội tuyển nữ đã phải chấp nhận dừng bước ở vòng tứ kết, dù cho họ đã rất thành công với những trận đấu ở vòng bảng. Tương tự là đội tuyển Olympic Việt Nam, dù đã thi đấu quá xuất sắc ở trong vòng bảng và vượt qua hai đội bóng rất mạnh là Olympic Bahrain và Olympic Syria, qua đó làm nên lịch sử. Thế nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò đã không thể vượt qua được đối thủ khác Olympic UAE. Đúng một tuần sau thất bại của đội tuyển bóng đá nữ, Olympic Việt Nam rơi vào tình cảnh tương tự. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm tất cả những gì có thể để ghi bàn. Thế nhưng trong một ngày mà Olympic UAE đã thi đấu trong thế trận phòng ngự số đồng, Văn Quyết và các đồng đội đánh bước vào loạt penalty đầy may rủi. Và một lần nữa, sự trùng hợp không ai mong muốn lại đến. Quang Hải và Minh Vương là hai cái tên không thể có được sự may mắn trong ngày mà họ đã thi đấu xuất sắc và có cảm. Có thể nói cả Olympic Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam đều đã có một cuộc hành trình đầy đáng nhớ tại ASEAN 2018. Lịch sử vẫn gọi tên những con người này vì họ đã làm nên một điều mà thế hệ trước chưa thể thực hiện được. Chặng đường tương lai vẫn còn phía trước. Hãy cùng tin vào một thành công mới cho bóng đá Việt Nam. Để thua đầy đáng tiếc cho Olympic UAE, sau trận đấu, các cầu thủ của đội tuyển Olympic Việt Nam tỏ rõ sự tiếc nuối. Và ngay sau đây, chúng ta hãy cùng xem các cầu thủ nói gì sau trận đấu này.
Thất bại trước đội tuyển Olympic UAE đã khiến thầy trò huấn luyện Park Hang-seo vượt mất tấm huy chương đồng tại ASEAN 2018. Nhiều cầu thủ Olympic Việt Nam sau trận đấu đã bày tỏ sự tiếc nuối trên mạng xã hội. Công Phượng, cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai luôn là tâm điểm của truyền thông, bất kể chơi ở giải đấu nào. Ở ASEAN, khoảnh khắc quý như vàng mà người hâm mộ nhớ nhất của cầu thủ này chính là bàn thắng vào lưới Olympic Bahrain. Sau giải đấu này, Công Phượng sẽ chính thức chia tay các đội tuyển trẻ. Trung vệ Đình Trọng lại tỏ ra tiếc nuối với thất bại trong trận tranh huy chương đồng. Thế nhưng anh cũng không quên dành lời cảm ơn đến các đồng đội cùng tập thể Olympic Việt Nam. Tiền đạo Hà Đức Chinh lại dành lời tri ân đến huấn luyện viên Park Hang-seo vì một giải đấu đầy cảm xúc nữa mà đội bóng mang lại. Cũng như Công Phượng, Đức Huy sẽ là cái tên không thể góp mặt ở các đội tuyển trẻ Việt Nam sau giải đấu này. Và cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội cũng đã có đoạn chia sẻ đầy cảm xúc. Duy Mạnh cảm ơn người hâm mộ đã luôn ủng hộ đội tuyển trong suốt quãng thời gian vừa qua và hứa sẽ tiếp tục chiến đấu trong chặng đường sắp tới. Văn Thành cũng chia sẻ đầy xúc động sau trận đấu khi gửi lời cảm ơn và xin lỗi tới người hâm mộ nước nhà vì đã không thể mang lại tấm huy chương nào cho môn bóng đá nam tại ASEAN 2018. Tuy không giành được tấm huy chương đồng nhưng Olympic Việt Nam là niềm tự hào của cả Đông Nam Á khi là đội bóng duy nhất của khu vực tiến vào bán kết của ASEAN năm nay. Và báo chí quốc tế đã dành những lời khen về sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu của các chàng trai áo đỏ. Sau khi không thể giành chiến thắng trước Olympic UAE trên chấm luân lưu, đồng thời để vụt mất tấm huy chương đồng ASEAN, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã tỏ ra vô cùng thất vọng và buồn bã. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng các học trò của ông đã cố gắng hết sức và Việt Nam dù sao cũng đã làm nên lịch sử khi trở thành một trong bốn đội mạnh nhất châu Á ở ASEAN 2018. Sau trận đấu, giới truyền thông cũng đã đánh giá về việc Olympic Việt Nam không thể giành huy chương ASEAN. Trang VTV.vn giật tít, lỡ huy chương ASEAN, đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn được cổ động viên châu Á ngợi khen. Theo đó, trang báo điện tử uy tín này đưa tin về phản ứng của các khán giả châu lục sau khi theo dõi màn trình diễn của Olympic Việt Nam. Trên trang Facebook của Liên đoàn bóng đá châu Á, không ít cổ động viên nhận định Việt Nam xứng đáng giành tấm huy chương đồng và thầy trò ông Park đã chơi quá hay trên đất Indonesia. Thậm chí một cổ động viên Malaysia còn chia sẻ, Việt Nam chính là đội bóng xuất sắc nhất Đông Nam Á hiện tại và là biểu tượng mới của bóng đá khu vực. Nhiều cổ động viên còn hy vọng Việt Nam sẽ góp mặt ở World Cup 2022 tổ chức tại Qatar. Trong khi đó, trang bóng đá Plus cho rằng đây là thất bại giúp Việt Nam thành công trong tương lai. Quang Hải và các đồng đội đã nỗ lực hết mình và dù sao vị trí thứ tư châu lục cũng là kết quả ngoài mong đợi với Olympic Việt Nam trước khi đặt chân đến Indonesia. Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã thực sự nâng tầm được vị thế của chính mình trong làng bóng đá châu Á. Huấn luyện viên trưởng của UAE, ông Skojamasi, sau trận đấu cũng phát biểu Olympic Việt Nam thực sự mạnh hơn và đã áp đảo UAE. Ông đánh giá Việt Nam hiện tại là một trong những đội bóng mạnh nhất châu lục và UAE đã giành được tấm huy chương đồng nhờ tinh thần, bên cạnh đó không thể thiếu yếu tố may mắn. Rất nhiều đơn vị báo chí truyền thông khác cũng đồng loạt chia sẻ với thất bại của Olympic Việt Nam trong trận tranh huy chương đồng. Sau tất cả, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã khép lại hành trình đầy kỳ lạ của mình ở ASEAN 2018. Rõ ràng, họ có thể đạt thành tích tốt hơn vị trí thứ tư chung cuộc, nhưng rất nhiều người yêu bóng đá Việt Nam tin rằng các cầu thủ sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới trong tương lai, như chính chia sẻ của huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi trận đấu kết thúc.